Hello, xin chào các bạn. Mình sẽ giới thiệu về các phím chức năng cơ bản của robot Fanuc. Đây là phần tủ và phần bảng điều khiển. Đó. Phần tủ gồm có các phím set, start, servo này, chế độ auto. Ok. Trông vào bảng điều khiển. Rồi, bảng điều khiển gồm có tất cả các phím. Này là phần on off của nút switch. Nhấn stop dừng. Rồi. Theo gồm có các nút, này là nút quay lại, này là next, một cái quay lại, một cái tiếp tục next. Rồi còn các phím chức năng bộ 2, 3, 4, 5. Okay. Rồi tiếp theo là các phím shift, có hai phím shift. Shift giữ servo bấm shift, rồi bấm step ở dưới. Nút này step để điều khiển robot. Kế bên nút shift là nút menu này, menu đó, chọn vào menu làm các ứng dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, còn có mặt sau số 0 sẽ chuyển ra ứng dụng khác nữa. Rồi đó, này là menu. Kế bên là nút select. Đây, select. Đó. Đây là select là rồi. Copy. Ok. Rồi, tiếp theo là nút edit. Edit. Đó, đây là tên chương trình mình đã lưu sẵn. Xong nó sẽ hiện ra. Ok. Tắt đi. Menu. Small. Ok, rồi. Edit xong, đây là nút data. Đó. Ok. Rồi, đây là nút shift, ok. Này là mình không dùng. Rồi, đây là nút điều khiển tới lùi qua phải qua trái. Ok. Này là nút step. Step này khi mình nhấn servo, mình bấm shift, bấm step là mình sẽ điều khiển được robot. Ok. Rồi, tiếp theo bên này nút đỏ là nút home. Home để dừng chương trình. Rồi, bên này là sau sau dĩ phím bên trừ bên cộng để sẽ là tương ứng cho sáu trục của robot là di chuyển thuận và ngược. Ok. Rồi, bắt đầu từ bên này, nút reset. Reset. Reset chương trình. Rồi, nút này là nút để xóa. Xóa chương trình. Ví dụ như lưu tên này mình sẽ xóa. Đây. Theo là nút là item. Đây là enter. Rồi, hai nút này là tới lui để tray chương trình. Khi xong chương trình mình sẽ tray tới lui. Rồi, này là các phím số bình thường. Còn phím này thì là để thay đổi góc, thay đổi góc di chuyển của robot. Đó. Chế độ di chuyển của robot một chục hay là sáu chục hay là ba chục. Đó. Rồi. Tiếp theo là hai nút tăng giảm tốc độ của robot đây, nút cầm. Cầm. Đó, tốc độ đang 10. Bấm nút cầm 20. 35 đó, trừ giảm. Rồi. Ok. Đó, đó là các bước. Các phím chức năng cơ bản của robot Fanuc R2000 IA. Ok. Cảm ơn các bạn.